Bác thấy không? Đấy tôi một con dao cùn, cùn dã man luôn ý. Này tôi sẽ sử dụng con dao này để băm thịt. Đó là cái món thịt băm. Đây các bác chồng, tôi miên một miếng thịt này rất là to. Tôi sẽ dùng con dao này để tôi băm thịt. Nhưng mà với cái con dao như thế này thì băm sao được lối thịt nhụt như thế này cơ mà. Nên chắc là sẽ mất thời gian rồi, lo một chút. Đây rồi, tôi chuẩn bị đây một viên đá rồi. Và công việc của tôi bây giờ là sẽ phải mài cái con dao này thôi. Chắc là sẽ mất thời gian cho nó đấy. Cái cách của tôi hay mài dao ấy, đấy là đặt cái con dao của các bác này. Đầu tiên nếu muốn mài phá thì các bác sẽ cho xuống cái đá nó hơi to một chút. Đó, con đá này nó sẽ có hai cái mặt, một cái mặt là mềm mịn, một cái mặt là mặt tương đối là hơi giáp. Thì muốn mài ban đầu ấy, thì các bác dùng cái mặt giáp này một chút này, các bác cho nước vào các bác mài. Cái cách các bác mài, cách mà tôi hay thường hay mài ấy, để mà cái cách mà tôi hay mài ấy, thì là tôi sẽ đặt con dao như này. Và tôi sẽ để con dao nó chếch một cái góc khoảng tầm 20 độ để tôi tiến hành tôi mài. Và khi mà cái thao tác để mà mài cái con dao ấy, thì là các bác sẽ ưu tiên vào cái việc mà cái lực của bác đẩy lên như này. Đẩy lên. Và khi mà cái lực của ta xuống thì các bác chỉ hơi miết xuống thôi. Chủ yếu là cái thao tác chúng ta đẩy lên, các bác ấn mạnh vào nó một chút. Vậy con dao của bác nó sẽ nhanh sắc hơn rất là nhiều. Đầu tiên là các bác mài cái phần mài phá này. Sau đấy thì các bác sẽ tiến hành sang cái phần tinh bên kia, các bác mài tinh lại để giúp con dao của các bác nó sẽ sắc hơn. Đối với mài dao ấy, các bác không nên mài quá nhanh làm gì cả. Các bác mài rất là bình tĩnh thôi. Chúng ta mài nhanh quá đôi khi là nó bị mất hết cái lưỡi của con dao. Thì công của chúng ta mài nó sẽ vô ích. Lật theo cái chiều ngược lại các bác cũng làm tương tự như thế. Chúng ta dùng tay miết. Đối với chiều ngược lại thì các bác sẽ miết xuống, các bác sẽ kéo xuống như này. Chiều kéo xuống của chúng ta nó sẽ phải mạnh, lực nó sẽ mạnh hơn. Và đối với mài dao thì các bác nên luôn luôn cho nước vào. Những cái giai đoạn mài tinh này đấy, thì các bác mài rất là bình tĩnh cho mình thôi. Chúng ta không thể mài hùng hục như cái giai đoạn mà chúng ta mài thô và mài phá được. Giai đoạn này chúng ta là cái giai đoạn mà mài để tạo lưỡi cho con dao. Cho nên là các bác mài rất là bình tĩnh. Bởi vì chúng ta chỉ cần mài hơi nhanh và
và ấn hơi mạnh. Lúc này các bác mà cái nực các bác không ấn xuống nữa, mà các bác chỉ cần mài ngước từ bên trên thôi. Và quan trọng cái giai đoạn này là các bác phải cho thật nhiều nước cho mình. Chúng ta sẽ mài cảm giác như con dao chúng ta lướt ở trên cái mặt đá thôi, và nó sẽ không có một bất cứ một cái cặn gì nhé. Đầu khi chúng ta mài là cảm giác con dao của chúng ta lúc nào cũng phải trơn tuột ở trên đá, thì cái lưỡi của chúng ta nó mới tạo ra được cái lưỡi sắc được. Còn nếu mà chúng ta mà mài mà có cảm giác mà hơi cặn cặn ở trên đá một cái này, tức là nó đã cào bào mất cái lưỡi của chúng ta đi rồi, thì lúc đấy các bác sẽ mài không bao giờ sắc được. Bạn thấy không? Nè. Bạn thấy chưa? Lồng tay này. Lồng chân luôn. Sạch bong. Đấy các bác thấy không? Vậy là tôi vừa chỉ các bác cái cách để mà chúng ta thực hiện mài một cái con dao. Đối với con dao này ấy, thì tôi mua ngoài chợ nó có 10.000 thôi. Một con dao, dao rất là đẻo, không phải là dao thép xịn. Nhưng mà nếu mà các bác mài đúng cách thì vẫn có thể rất là sắc. Nhưng mà nó sẽ có một cái là cái độ sắc của nó sẽ không được lâu, không được bền. Bởi vì cái chất liệu của cái dao này nó không được tốt. Cho nên là khi mà chúng ta mài có thể là phải mài sắc được. Nhưng mà dùng một vài ngày thì là nó sẽ lại cùn ra được. Nếu con dao này chúng ta nếu muốn sắc thì các bác trước khi mà các bác thực hiện, các bác sử dụng đến con dao thì các bác sẽ phải mài qua đi một lần. Đấy, chúng ta sẽ mài liên tục thì con dao của chúng ta luôn luôn lúc nào nó trong cái trạng thái rất là sắc. Và đối với sắc như này thì chúng ta cũng rất kỳ là cẩn thận. Đấy, bởi vì nó cắt giấy còn được, cả lông chân còn được mà. Thì như vậy là nó rất là nguy hiểm. Không cẩn thận là đứt tay ngay lập tức. Đấy thì vừa rồi tôi chỉ cho các bác cái cách mà tôi thực hiện mài một con dao rẻ tiền với một cái dụng cụ đá cũng rất là rẻ tiền. Cái đá này có 20.000 thôi. Và một con dao 10.000 thì chúng ta hoàn toàn có thể mài sắc và để cạo lông chân được. Không nhất thiết là chúng ta phải cần sử dụng cái con dao rất là đắt tiền và các cái dụng cụ đá đắt tiền nghìn đô để thực hiện có thể mài được con dao. Mà chúng ta chỉ cần những cái như này. Quan trọng là cái thời gian của chúng ta kiên trì và cái cách thức chúng ta mài như thế nào để chúng ta có thể tạo ra được một con dao. Đấy. Cái gian đầu các bác mài thô mài phá thì các bác sẽ dùng cái mặt giáp này nhiều hơn. Đấy, mác cái đá này nhiều hơn. Chúng ta mài để tạo hình cái lưỡi. Sau khi mà đã tạo được cái lưỡi rồi thì các bác sẽ chuyển sang cái mặt tinh này, mặt tinh bên này các bác mài. Cái gian đầu các bác mài thì các bác cũng mài nhanh một chút. Đến cái giai đoạn sau thì các bác sẽ mài rất từ từ thôi và chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều nước để chúng ta mài. Thì đến lúc đấy thì con dao của chúng ta nó sẽ sắc ra và nó rất là tuyệt vời như này. Bây giờ tôi sẽ đem tiến hành thực hiện cái món thịt băm của tôi nha. Rồi chúng ta sẽ quay về với cái món thịt băm của chúng ta nhá. Ở đây tôi có miếng thịt rồi. Tôi sẽ thái miếng thịt này ra để tôi băm nhá. Để mà nó băm nhanh hơn thì các bác sẽ thái nhỏ miếng thịt ra. Chúng ta sẽ băm. Bác thấy dao sau khi mài xong thái thịt có sướng không?
Ok. Bác thấy không? Như vậy là tôi đã băm xong cái thịt của tôi rồi. Bây giờ công việc của tôi sẽ xuống dưới nhà để tôi chế biến cái món thịt băm này nhá. Hôm nay tôi sẽ làm cái thịt băm chua ngọt để ăn cùng với cơm. Thời hôm nay thời tiết hôm nay rất là mát trời và rất là đẹp. Thế nên là có cái món thịt băm này chúng ta ăn cùng với cái canh thì rất là tuyệt vời. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ xuống nhà tôi thực hiện cái này. Bật mí thêm cho các bác một chút nữa để mà các bác băm thịt nó dễ hơn nhé. Đối với cái thịt mà các bác nếu các bác muốn băm ấy mà nó không bị dính ấy và nó dễ băm hơn ấy thì tốt nhất là các bác nên mua về các bác cho vào trong tủ lạnh. Các bác để khoảng độ tầm 2 tiếng cho cái thịt của các bác nó mát ra. Sau đấy các bác sẽ thái ra các bác băm. Thì đến lúc đấy các bác băm nó sẽ dễ hơn rất là nhiều và nó sẽ không dính vào dao. Đây chính là cái cách bí quyết để chúng ta băm thịt mà thịt chúng ta không bị dắt và dính. Còn nếu không các bác mua về ngay ấy, mấy thịt nó vừa nóng ấy, các bác cho các bác băm ngay thì nó rất là dính dao và rất là khó băm mà nó không thể băm được, nó nhỏ nó nhuyễn ra được. Còn đối với thịt băm thì tốt nhất là các bác lên băm thì ăn nó sẽ ngon hơn và nó sẽ có một cái cảm giác gì đấy là có nhiều công sức ở đấy. Thì khi các bác ăn nó sẽ ngon miệng hơn và thấy thích thú hơn. Còn nếu mà các bác không thích băm thì các bác cứ cho vào các bác xay cũng được. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi sẽ không thích những cái thịt xay. Bởi vì thịt xay ăn nó sẽ không ngon bằng cái thịt chính người cho chúng ta băm. Chúng ta băm thì ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Còn thịt xay thì ăn nó cảm giác nghe nó không được ngon cho lắm. Thịt nó, cái thịt của nó xay khi mà chúng ta làm thì nó không có cảm giác là khi mà như chúng ta băm là nó lát cái thịt ra. Và cái thịt băm thì ăn nó sẽ hay hơn. Cá nhân tôi thì tôi thấy thế. Còn các bác thì nếu các bác không thấy thế các bác hãy comment cái ý kiến của bác dưới nhé. Có gì chúng ta cùng góp ý trao đổi cái vấn đề này. Còn bây giờ tôi xuống nhà để tôi thực hiện cái món thịt băm này nhá. Ở đây mình có một cái cháo. Mình sẽ cho vào đây một chút dầu ăn nhá. Theo mình sẽ cho cái thịt băm của mình vào. Mình xào nhé. Bác sẽ cho vào đây cho mình một chút nước mắm này, một ít hạt nêm nhá. Một chút bột ngọt. Một chút nước tương. Đối với thịt chua ngọt thì các bác phải cần có đường nữa, các bác cho vào đây khoảng mình khoảng 2 thìa đường. Rồi các bác đảo đều lên cho nó thấm đều gia vị nhé. Tiếp theo các bác cho mình cái phần hành lá vào. Nó đảo đều. Để mà thịt của các bác chua thì các bác sẽ cho vào cho mình cái phần nước cốt chanh. Nước chanh các bác nêm cho về sau nhé. Nước chua nó sẽ chua, nó khó ăn hơn. Chúng ta sẽ đảo đều nó lên.
thì các bác sẽ cho thêm cho mình cái phần rau thơm mà. Đó, một chút ớt. Rồi các bác đảo đều lên một lần cuối. Ok, bây giờ mình sẽ xúc cái món thịt băm này của mình ra để mình thưởng thức xem nó như thế nào nhá. Giờ xin mời các bác cùng thưởng thức cái món thịt băm này với tôi nhá. Này, tôi sẽ xúc một cái thìa ra. Các bác coi. Cho vào bát nào. Và các bác. Có một cảm nhận này nè, cái thịt của chúng ta ăn tương đối mềm, có vị ngọt ngọt của đường, vị chua chua của chanh và thơm của nước tương, cũng như là có một cái mùi thơm của cái rau thơm khi mà tôi cho vào ấy. Rau thơm từ đoạn sau tôi cho vào thì đấy chính là cái tổng hợp của rất nhiều loại. Thứ nhất là kinh giới này, hai là rau ngổ này, thứ ba là rau húng quế này. Những cái loại nguyên liệu này khi mà cho vào nó sẽ tạo ra được một cái mùi thơm rất là đặc trưng cho cái món ăn mà nó rất là lạ. Cộng thêm cái việc mà khi các bác ăn ấy, thì nó sẽ có cái vị giòn giòn của hành tây cốt lên cái cua này. Nó sẽ có vị giòn giòn của hành tây nên là sẽ tạo ra một cái món ăn rất là tuyệt vời, hay lắm. Mời các bác. Món này rất thích hợp cho các bác khi mà các bác ăn cơm. Đấy. Thì ngày hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bác một cái món ăn mới, đó chính là cái món thịt băm. Đây cũng là một cái món ăn mà các bác có thể cải bữa cho cái bữa cơm gia đình của chúng ta thêm cái phần sinh động. Như vậy là video của tôi đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của tôi nha. Nếu còn thấy video của tôi hay thì các bác hãy đăng ký kênh, cũng như là nhớ là comment bên dưới góp ý để tôi có phải phát triển kênh của tôi ngày càng lớn mạnh hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.